Trường Tác Khứ Niên Hoa trân trọng giới thiệu quyển 2 Quỷ Thù Già Mã Linh. Chào mọi người, Giáo rất là vui hôm nay lại được quay trở về với mọi người cho tập 42 nói về Trương Đăm Hắc Miếu, đó là nói về câu chuyện về mối quan hệ và liên hệ giữa Hoàng Minh và cô Thu Hồng là như thế nào và cái thế lực tà ám phía sau là như thế nào. Thì nhân dịp này Giao cũng xin được xin lỗi vì cuối năm á, các bạn cộng tác viên cũng rất là bận rộn và Giao thì hiện tại cũng có rất là nhiều công việc phải thực hiện trong cuối năm này. Và mọi người cũng biết rằng á, đây là một cái thời gian mà có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, thì Giao cũng xin phép như là Giao đã thông báo trong cái tập trước là từ đây thì mọi người có thể là sẽ không thể lên sóng được mỗi tập mới cho mỗi một tuần, nhưng mà mọi người sẽ cố gắng hết sức mình, và những cái chương mà được Giao chia sẻ ở đây cũng là các chương mà được ban biên tập biên dịch rất là nóng hổi luôn để đưa cho mọi người. Cho nên cái thời gian cần để mà chuẩn bị sẵn sàng để thu âm nó cũng cần thời gian nhiều hơn. Thì Gia cũng hy vọng mọi người thông cảm cho ban biên tập và cho tất cả mọi người thực hiện cái chương trình này nha. Một cái chương bắt đầu mở ra những cái mưu rất là ác độc, mưu mà mình nói là rất là đen tối đó, từ phía đằng sau đối với Toàn Cận và Lê Cạnh. Đây thì mình sẽ thấy là cái năng lượng của nhân vật Lê Cạnh nó sẽ nhiều hơn, bởi vì Toàn Cận là trong cái phần của quyển 2 đó, thì sau khi mà anh thực hiện cái việc dùng linh hồn của mình để chứa Hỏa Linh, và cũng như là cái việc y tế để mà cái Hỏa Linh cũng như là dành cho cái việc phát phụng hồn cho linh lực đó, thì Toàn Cận hầu như linh lực đã gần như là không còn nhiều. Cho nên bây giờ là đến cái thời điểm cần nhân vật ngay cạnh lên sân khấu như mọi người. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là câu chuyện ở trong cái phần ngoại văn Vô Sự Kỳ Truyện nó sẽ đi nhiều hơn về cái phần tâm linh và linh dị. Có những câu chuyện mà ở trong quyển 2 á, mọi người sẽ thấy là biên tập sẽ không đưa vào nhiều, bởi vì là nó sẽ tập trung chủ yếu vào câu chuyện của Hoàng Mai và Bạch Kỳ. Cho nên là nó sẽ không đi sâu vào cái câu chuyện và những cái sự phát triển trong những cái việc mà đấu đá hoặc là va chạm về những hình thức linh dị trong cái thời điểm đó của vợ chồng Toàn Cận và Lê Cạnh đối với những thế lực tâm linh cũng có ở địa phương, cũng như là của những cái mối thù hoặc là những nhân vật mà mình dùng cái chữ là quỷ thù đó, là những cái mối thù mà nó là truyền kiếp. Thì bây giờ ta cũng xin được đi luôn vào trong tập 42 là về chương 5 Hắc Miếu. Mọi người cùng Giao thưởng thức nha. Tập 42 trích chương 5 Hắc Miếu Vô Sư Kỳ Truyện Trường Tác Khứ Niên Hoa. Từ rất lâu, không ai biết từ khi nào đã có một nguyên miếu nhỏ nằm sâu trong rừng trúc ven sông Mẫn Thị tại vùng Ông Châu, nằm giữa Tây Đô và Vĩnh Thanh Trấn. Vốn dân vùng này khi xưa vẫn hay đến miếu xin lộc hay cầu tài, cầu tình. Nhưng nghe đâu, gần 20 năm trước, luôn có những vụ án mạng và mất tích bí ẩn của những kẻ đến cúng vái, nên lâu dần cũng không còn ai lai vãng đến nữa. Khoảng 5 năm trước, sau một đêm mưa gió vần vũ, người ta thấy có vài người Hoa mặc đạo bào đến, lập đàn làm phép, rồi tu luyện cư trú tại miếu này. Ngôi miếu rách rưới bị bỏ hoang lâu năm được dọn dẹp sạch sẽ và tu sửa khang trang, đặc biệt là cánh cổng dày nặng không biết được làm từ loại gỗ gì, đen xì xì nhìn u ám khiến người ta cảm thấy rờn rợn và sợ hãi từng đáy lòng. Lâu lâu vẫn có những kẻ từ vùng khác lấm lép ra vào Hắc Miếu, và năm nay dân trong vùng đã quen dần với sự hiện diện bí ẩn của ngôi miếu tịch mịch ẩn sâu trong rừng trúc ven sông Mẫn Thị này. Chiều mưa lâm râm khiến vùng thôn quê Ông Châu ven sông Mẫn Thị càng trở nên ảm đạm và âm trầm. Có bóng thanh niên cao lớn khoác chiếc áo tơ dày bước qua những vũng bùn lầy, băng qua từng bụi ô tô
mọc đan xen với cỏ dại và mấy cây bậc mộc hoang. Xung quanh con đường mòn hẻo lánh dẫn vào rừng trúc bao quanh hắc miếu. Không từ khi nào cái rừng trúc này đã được trồng và mọc lên âm tầm từ khi hắc miếu bắt đầu xuất hiện. Đây đã lần thứ ba Hoàng Minh đến cái rừng trúc u ám hẻo lánh này, nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy rần rợn ấn lạnh nổi da gà khắp người. Hoàng Minh mím chặt môi, cắn răng bước đi lầm lũi qua từng vườn ô rô ven đường, mặc kệ đám gai cào xước da thịt, mặc kệ từng giọt nước mưa thấm qua cổ áo làm ướt dần cái áo sơ mi mỏng bên trong lớp áo tơ dày. Chỉ mới khoảng 3 giờ chiều mà trời đất âm trầm, không thấy một bóng người đi lại trên đường hay làm việc ngoài ruộng, chỉ có tiếng mưa đổ xuống lào rào đều đều cùng với tiếng bước chân đạp trên bùn lép tép của Hoàng Minh. Càng tiến sâu vào rừng trúc, ánh sáng càng lúc càng ảm đạm theo bóng rợp của rừng trúc rậm rạp. Hắn nhếch mép cười lạnh. Chẳng trách mà tụi nó gọi chỗ này là hắc miếu, chưa tới nơi mà đã không thấy chút ánh sáng nào. Sau khi đập cửa theo đúng định ước 7 lần, cánh cửa dày nặng dần mở ra, kéo theo tiếng kéo kẹt kinh khích rợn người. Một bóng thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi, Hoàng Minh nhìn không rõ hắn là nam hay nữ, da mặt trắng xanh như kẻ lâu năm không thấy ánh sáng, mặc một bộ đạo bào xám trắng sạch sẽ, không phù hợp lắm với cái vùng ôn châu hẻo lánh quê mùa này. Hắn mở miệng nói thứ tiếng nửa Hoa nửa Việt lơ lớ. Thỉnh thí chủ tiếng vào. À, cảm ơn tiểu đạo sĩ. Hoàng Minh lắp bắp trả lời, rồi lại lầm lũi đi theo bóng dáng mặc đạo bào xám trắng phía trước mà không nói được lời nào nữa. Loanh quanh vòng vòng lúc đã tiến tới một gian phòng nhỏ phía sau hắc miếu. Tên đệ tử bỗng dừng lại phía trước cánh cửa khoảng 3 bước chân, rồi quỳ xuống hành lễ, cất tiếng nói bằng tiếng Hoa mà Hoàng Minh không thể hiểu được. Một lúc sau, có một tiếng già nua vang lên. Tên đệ tử đứng dậy, lùi lại một bước, rồi xoay người, đưa thủ thế mời Hoàng Minh tiến vào bên trong. Hoàng Minh cởi chiếc áo tơi vứt tạm vào bên mái hiên, vuốt vuốt mặt mấy lần, rồi mới đẩy cánh cửa gỗ ra. Tiến vào bên trong, hắn càng cảm thấy lạnh lẽo hơn cả cơn mưa đang đổ xuống bên ngoài kia. Ánh đèn dầu leo lét soi rõ khuôn mặt vặn vẹo với đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận của ả vua hồng. Ả đàn bà này đã tìm đến hắn không chỉ một lần, khơi dậy sự tham lam chiếm hữu từ dục vọng của hắn đối với Lê Cảnh, lâu dần mới khiến hắn càng ngày càng lún sâu vào dục vọng không ngừng bành trướng này. Cô Hồng, tôi đã nói rồi, tôi rất bận, không có thời gian lặn lội xuống tận Ôn Châu chỉ để nói nhảm với cô. Bản thân anh xuống tới đây không phải vì tên bán nam bán nữ đó hả? Hoàng Minh cắn chặt quai hàm, cố kiềm chế sự tức giận và buồn nôn khi đứng cạnh ả đàn bà này. Ả ta đã tìm cách gửi thư liên hệ với hắn từ tận nửa năm trước, từng chút một khơi dậy dục vọng chiếm hữu với tình yêu giấu kín trong lòng mà hắn dành cho người con trai đẹp như ánh trăng sáng đêm rằm kia. Từ ngày cậu theo chồng trở về Sài Thành, Hoàng Minh đã nghĩ mình có thể dần quên đi tình yêu đó, rồi cũng sẽ có gia đình và sinh con theo mong mỏi của mẹ mình. Nhưng hắn không làm được, tình yêu đó cứ âm ỉ trong lòng hắn mà không bao giờ tắt, như chỉ chực chờ một môi lửa khiến nó bừng sáng lên, đốt cháy tâm khảm của hắn. Đang điên mang suy nghĩ bất định, hắn nghe giọng nói khàn khàn như tiếng của một cánh cửa sắt rỉ sét vang lên bên tai. Ngươi có đem theo thứ đó không? À, có, thưa thầy.
trong túi áo, bục bọc vải điều, hai tay kính cận mà để lên trên bệ thờ màu đen tuyền. Lúc này hắn mới dám ngước lên nhìn kẻ mặc đạo bào kỳ lạ màu đen đang bay lơ lửng trên bệ thờ. Kẻ đó có khuôn mặt không khác, tự như chỉ có một lớp da bằng khe nhăn nheo, tao lấy một cái đầu lâu, tóc dài trắng toát phủ xuống lỏng thõng, hai hốc mắt đen xì sâu hấm càng khiến lão nhìn như một ác quỷ đang muốn cắn nuốt linh hồn người sống. Mà thật ra hắn hiểu rõ kẻ kia nào có phải chỉ giống một ác quỷ, mà chính là một ác quỷ tà ác. Hạ Thu Hồng vẫn trần truồng quỳ bên cạnh bệ thờ kia, hai mắt vô thần, thỉnh thoảng trong ánh đèn dầu và ánh sáng leo lét của mấy ngọn đèn kề trên bệ thờ, chỉ thấy ánh lên dục vọng tham lam trong đôi mắt vô thần quả. Hoàng Minh rùng mình, hắn biết nếu cứ tiếp tục lún sâu vào thứ quỷ quái trong hắc miếu này thì có một ngày hắn cũng sẽ trở thành cái xác vô hồn giống ả kia thôi. Không được, hắn phải mau chóng có được Lê Cạnh rồi đưa cậu trở về Đà Lạt, tránh xa cái chỗ quỷ quái này. Một tên đệ tử cung kính tiến đến gần bệ thờ, cẩn thận một từng lớp của cái bằng vải dừa kia lộ dần một nhúng tóc nhỏ và một cái khăn trắng có dính một vài giọt máu đã chuyển sang màu lục đậm. Bỗng trong lòng Hoàng Minh nhen nhóm một chút áy náy vì mặc cảm tội lỗi. Giọng nói khàn khàn kia lại vang lên lần nữa, khiến hắn giật mình, choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ áy náy trong lòng. A Linh, ngươi đã lấy đủ 7 sợi tóc của Đồng Cẩn chưa? Thưa sư phụ, đệ tử đã hoàn thành sứ mệnh. Ả nhăn ba trừng trừng mà không hề cảm thấy một chút xấu hổ nào, vội di chuyển hai đầu gối lên lớp đến gần bệ thờ, mở lòng bàn tay ra, trong đó cũng có một cái khăn tay, rung rung đặt lên bệ thờ. Đúng, ả ta chính là Thu Hồng. Nói đúng hơn, Tạ Uyển Minh cũng chính là ả đàn bà mang tên Nguyễn Thị Hồng, hay thường tự xưng bằng cái tên Thu Hồng, đang làm hầu gái cho Đoàn gia. Ả ta là người Hoa chính gốc chứ không phải là người Việt, nhưng ả lại luyện được một giọng nói và khí chất không khác gì một con gái xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này. Bắt đầu đi. Tên đệ tử đặt tóc trong cái bọc vải điêu mà Hoàng Minh đem tới vào một cái chén sứ, lại đặt bạch để tóc của Đoàn Cẩn mà ả Thu Hồng đem tới vào một cái chén sứ khác, rồi cung kính quỳ xuống phục trên mặt đất. Một làn gió lạnh lẽo không biết xuất phát từ đâu bay đến, khiến Hoàng Minh cảm thấy ấm lạnh. Lão quỷ gia bấm thuật bằng những ngón tay gầy gò như bàn tay của một bộ xương khô, miệng lầm rầm những dòng cấm chú tà ác mà không ai hiểu nổi. Không lâu sau, hắn đánh ra hai chữ từ hai bàn tay cô đét đó. Nhưng đáng ngạc nhiên là có hai dòng lửa màu u lam xẹp ra bốc cháy lên hai ngọn lửa từ trong hai cái chén sứ trên bệ thờ. Khóe miệng của Ả Thu Hồng càng ngày càng nhếch lên, không che nổi nụ cười tà ác thích thú. Hai mắt nổi lên hai đốm lửa từ dục vọng tham lam mà không thèm che giấu. Ả lẩm nhẩm từ cái miệng của Ả, giọng nói lại như xuất phát ra từ hai người khác nhau với thanh âm trầm bổng mà kỳ dị. Sắp rồi, Đoàn Cẩn, ngươi sẽ là của ta, tổ qua giảm đinh ta. Lê Cảnh, để ta xem mày sẽ chọn cứu ai, con mày hay chồng mày. Không sao, dù sao thì con mày sẽ chết về chồng mày. Cuối cùng thì hắn sẽ phải thành thành thật thật mà phục vụ tiên khí của hắn cho tao mà thôi. Thân thể hắn sẽ là của tao, linh hồn hắn cũng sẽ là của bọn tao. Dứt lời, ả ngã vật ra bệ thờ, hai mắt nhìn trừng trừng vào hư không, vô hồn. Tên
tiểu đệ tử vội kéo Hoàng Minh ra khỏi căn phòng quái dị trùng rợn đó. Lúc này Hoàng Minh mới cố gắng mở sâu vào một hơi, thoát khỏi cảm giác sợ hãi khiến tinh thần tê liệt vừa rồi. Bên trong căn phòng, tiếng rên rỉ ái muội vang lên khiến hắn dâng lên một cảm giác ghê tởm muốn nôn mửa. Hắn vội vàng quay lưng chạy ra khỏi rừng trúc mà không dám quay đầu lại, cũng không dừng lại một lần nào hết, mặc kệ cơn mưa càng ngày càng lớn cũng như bóng tối đang dần bao trùm lấy vùng quê hẻo lánh này. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, từng cơn gió thổi mạnh như muốn bật tung gốc của hàng dừa xa xa đứng chờ vơ giữa đồng không mông quạnh. Cắm cúi men theo bờ đê để đi nhanh ra lộ. Giờ phút này Hoàng Minh chỉ thầm trong lòng, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến hắn phải lặn lội xuống tận đất khỉ ho cò gáy này. Bẹp bẹp, tiếng bước chân như có kẻ cũng đang vội vàng bước đằng sau hắn. Lâu lâu lại nghe như văng vẳng tiếng cười man rợ từ xa vọng lại, cùng tiếng kho khe khi xa khi gần và một mùi thối khó chịu lợn vợn nơi mũi. Hoàng Minh chạy nhanh hơn, mặc kệ những tiếng thở kho khe và tiếng chân lết tét của ai đó đằng sau gáy. Chợt hắn nhớ lại lời nói trầm ấm dễ nghe của Lê Cảnh với mình mấy hôm trước. Anh Minh, nếu khi nào đi đâu đó mà ớn lạnh hay cảm thấy có ai đi đằng sau thì đừng có quay đầu lại nghe. Em nói thiệt đó, anh phải tin em đó nha. Với lại, anh nhớ đem theo linh phù em cho bên mình nghe. Đất Nam Kỳ Lục Tỉnh có nhiều điều linh quái, anh phải cẩn thận. Khi đó, hắn còn cười khẩy, cho rằng Lê Cảnh hay suy nghĩ quá đi mọi chuyện. Nhưng giờ chỉ có nhớ lại giọng nói trầm ấm đó mới khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp và có thêm dũng khí. Cuối cùng, hắn cũng ra đến nơi có chiếc xe hơi mà ở Hồng đã thuê sẵn. Với tên phu xe đang chơi vơi lẻ lo trên lộ đá xanh lớn mà người Pháp mới làm gần đây. Ngồi vào trong xe, hắn không để ý ánh mắt khó chịu của tên tài xế vì phải chờ lâu, chỉ lạnh giọng ra lệnh: anh lái xe chở tôi về Sà Thành luôn đi, không cần ghé Tây Đô nghỉ ngơi nữa. Ủa, sao thầy hay hỏng qua Tây Đô nghỉ ngơi một đêm cho khỏe rồi mang về Sài Thành? Không cần, quay đầu xe về Sài Thành luôn đi. À, dạ, dạ được, thầy hay. Nói rồi, hắn không để ý ánh mắt khó hiểu của cả tài xế nữa, mà bực bội gỡ phăng cái áo sơ mi ướt đẹp còn còn một bên, lúi húi tìm cái áo khác trong vali gỗ hắn mang theo, đang cài từng chiếc nút áo. Ánh mắt bất chợt nhìn thấy một góc linh phù vàng cháy xém lộ ra bên ngoài túi áo mà hắn vừa cởi ra. Lúc này hắn mới nhớ lại, đây đúng linh phù được gấp gọn gàng nhỏ xinh thành hình tam giác mà Lê Cảnh đã dúi vào tay hắn mấy hôm trước. Một cơn ớn lạnh cộng với sự áy náy hối hận dâng lên trong lòng. Hoàng Minh vừa cười khổ vừa lầm bầm: Cảnh ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, nhưng anh không có cách nào khác. Anh yêu em, chỉ có như vậy anh mới đem em đi với anh được. Rồi anh với em sẽ có những đứa con khác của riêng mình. Anh xin lỗi. Hắn nhắm mắt nhớ tới khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt đen láy của nhóc chính giống hệt Lê Cảnh, mà trong lòng cảm thấy áy náy và chua xót vô cùng. Mấy hôm trước nghe nói Hạ Hồng bị đuổi về đồng điền của Đoàn Gia ở Vĩnh Thanh Trấn, hắn biết âm mưu đầu tiên của ả đã thất bại. Trước khi đi, ả ta đã đến tìm hắn ra điều kiện muốn hắn hợp tác với bọn chúng lần cuối để sau này hắn có thể dẫn Lê Cảnh an toàn rời đi. Điều kiện là một nhúm tóc và mấy giọt máu của một trong hai đứa trẻ con của Lê Cảnh. Vì sự ghen tuông và không cam lòng cùng với dục vọng chiếm hữu Lê Cảnh quấy phá trong tâm khảm, hắn đã nhẫn tâm giả bộ đánh rơi tách trà rồi khứa mạnh sứ sắc lẻm vào lòng bàn tay đứa trẻ. Con ơi, sao vậy con? Trời ơi, đứt tay rồi. Hồng sao? Hồng sao? Má đây, má đây con. Vơ vội vàng cầm tấm khăn tay lau đi mấy giọt máu đó. Hắn còn nhớ như in sự lo lắng của Lê Cảnh rưng rưng
ôm đứa trẻ đang khóc ré mãi mà không chịu đứng vào lòng. Lúc ấy hắn chỉ biết lẩm nhẩm: không sao, không sao đâu Cảnh, rồi anh sẽ cho em những đứa trẻ khác, con của anh và em. Hắn cũng không quên được ánh mắt sắc lẹm không phù hợp với tuổi nhỏ của cô bé Giai Huệ. Nhìn hắn chăm chăm với sự nghi ngờ không che giấu, hắn chỉ biết vội vã lấy cớ bận rộn ra về cùng với nhúm tóc và cái khăn dính mấy giọt máu của đứa trẻ vẫn đang khóc nấc trong bụng mẹ. A Chính, đừng khóc, đừng khóc, má thương con mà. Lê Cạnh vội vã băng bó vết thương lên bàn tay nhỏ của con trai mà không để ý ánh mắt chột dạ của hắn. Vừa nhớ lại sự đau lòng và ánh mắt rưng rưng của Lê Cạnh dành cho đứa trẻ con trai của Đoàn Cận, Hoàng Minh vừa cảm thấy không cam lòng và một chút oán hận. Sao hắn không thể gặp cậu trước tên Đoàn Cận kia chứ? Lẽ ra cậu phải thuộc về hắn, lẽ ra những đứa con của cậu phải là của hắn. Sự ghen tuông và dục vọng quấy phá tâm khảm khiến hắn cảm thấy bức bối khó chịu. Bỗng hắn nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa thôi, em sẽ là của tôi, Lê Cảnh. Giả tài xế vô tình liếc qua tấm gương, nhìn kẻ ngồi băng ghế sau đang nhếch khóe miệng lên cười lạnh lùng, mà bỗng nhiên cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh từ từ dâng lên trong lòng. Chiếc xe lẻ loi trên lộ vẫn bon bon lao nhanh trong bóng đêm về hướng Sài Thành. Chào mọi người, thì Giao vừa trình bày xong phần diễn đọc của tập 42 nói về Hắc Miếu. Đó là một cái nơi mà mọi người cũng biết là ai rồi ha, thế lực tà ác phía sau dùng để mà tu tập những cái tà thuật rất là ác độc và rất là quỷ quái. Thì những cái chương phía sau và những phần phía sau Giao sẽ diễn đọc cho mọi người nghe thêm về những cái câu chuyện quỷ quái phía sau, những câu chuyện liên quan tới những cái tà thuật và những cái cấm thuật mà mọi người thì cũng có những cái cấm thuật nó cũng không phải là lạ lùng gì cho người Việt cũng như là người dân ở xứ Nam Kỳ mọi người ha. Nhưng mọi người sẽ thấy là lồng trong câu chuyện này nó có những cái sự giải thích và những cái câu chuyện liên quan đến nhân vật Đoàn Cận và Lê Cạnh, tức là ông bà của Hằng Mai đó mọi người. Thì Giao vừa trình bày xong tập 42 và mọi người thấy rằng là tập này nó cũng rất là rực rỡ, rất là bí ẩn mọi người ha. Nó là khởi đầu của một cái sự đánh trả từ phía Lê Cạnh dành cho thế lực này. Tập sau đó, mọi người sẽ được thấy được cái sức mạnh của Lê Cạnh và đồng thời cũng thấy được cái sự lực bất tòng tâm của Đoàn Cận. Nhưng mà mọi người cũng biết rằng là Lê Cạnh dẫu sao đi nữa, thực tế thì cũng từng là một thầy pháp đạo hạnh rất là cao sâu đó mọi người. Mặc dù ở trong câu chuyện á, thì khi mình tường thuật lại, mình diễn đọc lại những câu chuyện được viết thời gian đầu, những cái thời gian mà Lê Cạnh còn gọi là còn non trẻ, nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là ông đã dùng cả đời của mình để bảo vệ cho chồng mình cũng như là những đứa con của mình, gia đình của mình. Giao chỉ bật mí như vậy thôi. Và Giao cũng xin cảm ơn những cái bạn và hai tuần trước vừa rồi đã ủng hộ cho Trường Cát Khương Liên Hoa bằng cách gửi donate qua Momo cũng như là PayPal. Xin được cảm ơn bạn Suzanne, Suzanne Vũ, bạn Tùng Mai, rồi bạn Hải, Nguyễn, Chí, Bình. Đó, thì Giao xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Trường Cát Khương Liên Hoa, và cũng như là bạn có cái nick là Stephen Stream vẫn luôn ủng hộ Trường Cát Khương Liên Hoa theo cách mà bạn có nói giỡn với các bạn admin rằng là bạn bỏ heo cho ban biên tập đó, để ban tập có thêm được một chút xíu động lực để tiếp tục đọc lại những câu chuyện này, phát triển những phần truyện mà chưa từng bao giờ được kể lại hoặc là chưa từng bao giờ được in ấn ra. Giao hy vọng rằng những cái mong mỏi và tấm lòng của mọi người á, biên tập cũng có thêm động lực và cũng có cái sự may mắn để mà tiếp tục phát triển cái bộ truyện. Tao cũng xin ở đây phát tiếp tài khoản Momo để cho mọi người nét và các bạn cũng tất nhiên á. Thì
mọi người có thể click vào đó hoặc là vào trong cái phần thông tin chi tiết. Ở trong cái clip thì cũng có cái tài khoản của PayPal để mọi người ở nước ngoài có thể gửi tiền vào đó để donate cho bên ban biên tập, có thêm động lực và có thêm kinh phí để thực hiện những cái tập diễn đọc rất là thú vị như thế này mọi người nhé. Và Gia cũng hy vọng mọi người cũng vẫn tiếp tục nhấn like nè, rồi thả tim, rồi cũng nhấn luận em vào trong phần YouTube cũng là Facebook để mọi người có thêm tinh thần và tình chúng ta cứ đi hoa luôn luôn là ấm áp và rất là sung túc mọi người nha. Và mọi người cũng giới thiệu cho bạn bè và người thân nhấn đăng ký YouTube hoặc là nhấn Facebook để cho gia đình mình càng ngày càng lớn mạnh người ha. Cho Gia cũng xin được thay mặt cho chị Hằng Mai, cho ban biên tập và các bạn tiếp viên của mọi người đã luôn ủng hộ chúng ta cái Liên Hoa từ đầu tới giờ đó mọi người. Gia xin được kết thúc cái phần trình bày của tập 2 tại đây và Gia xin chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.